Xin chào các bạn, mình là Nêu Cường Phạm và hôm nay mình sẽ có một clip rất thú vị chia sẻ về mô hình. Đây là chiếc hộp mô hình có tên là Genesis và ra mắt thời gian khá gần đây, và mình thấy ở trên mạng các anh em cũng chia sẻ khá nhiều về cái mẫu này nên là cũng tò mò và muốn trải nghiệm thử xem cái mẫu mô hình này như thế nào. Với mẫu mô hình này thì nó là theo kiểu bộ kit, tức là ở trong nó sẽ có rất nhiều những cái part và chúng ta sẽ phải tự lắp ráp từng chi tiết một, bởi vì mình không có thời gian ráp nên là mình đã đi mượn cho nhanh các bạn ạ. Đây, và nó đã được ráp trước như thế này rồi. Mẫu mô hình này thì được Neo mượn từ Grab Hobby Store. Cảm ơn các bạn đã cho mình mượn cái mẫu mô hình này để review cho các anh em được biết nhé. Ok, và các bạn có thấy cái dáng của cái con này nó hơi kỳ kỳ một chút không? Và nếu mà như thế nào thì mình sẽ chia sẻ ở trong video này nhé. Và hãy bắt đầu thôi. Đầu tiên thì sẽ nói về cái phần hộp của cái mẫu mô hình này. Đây là một mẫu mô hình đến từ một thương hiệu của Trung Quốc. Trước kia thì hay nói đến chuyện chính hãng hay là hàng Bandai hay là hàng Nhật Bản gì đấy. Nhưng mà thời gian gần đây nói thật là nói đến cái vấn đề đấy quá nhiều rồi, không nên phân chia là hãng Trung Quốc hay là hãng Nhật Bản gì nữa, mà chúng ta hãy nhìn vào cái chất lượng của sản phẩm. Và bây giờ bên Trung Quốc họ cũng làm các mẫu riêng của họ rồi, không có đụng hàng với các mẫu của Nhật Bản. Cũng như là chất lượng thì cảm giác như là họ đuổi kịp và sát gần công nghệ rồi. Nên là chúng ta hãy tập trung nhiều vào phần mô hình hơn là về phần xuất xứ của nó nhé. Đây, cái phần hộp của nó thì có kích thước khá là bự, tương đương như một cái mẫu MG của Bandai ấy. Và bên mặt này của nó thì là sẽ hình minh họa mẫu mô hình chính, cũng như là cái hình có một cái phi thuyền ở đằng sau này. Và phía mặt sau cũng thế, thì nó lại là ngược lại, là cái phi thuyền lại để phía trước, và cái mẫu chuyển dạng thành robot ở phía sau, cũng như là cái tên Genesis của nó. Đây, và bên cạnh là một số cái hình minh họa, và kể cả về chất lượng in ấn và được in bóng rất là đàng hoàng, khá là uy tín nha. Mở phía bên trong của cái hộp ấy, chúng ta sẽ thấy các vỉ nhựa để lắp ráp. Đây, số lượng của các vỉ nhựa cũng khá là nhiều đây. Đây, rất là nhiều. Và mình thấy là sau khi ráp xong thì nó có dư lại rất là nhiều part nhé. Đây này, các part là mình thấy còn để lại. Đây, như ở đây nữa này. Đấy, và chúng ta có thể làm sơ cua hoặc là lắp cho những cái con khác tùy ý chúng ta được. Đấy, một số part là mình thấy còn dư lại. Và đặc biệt thú vị nhất là có cái part này, có cái runner này. Runner này là một cái part clear màu trắng. Thì mình thấy ở trên mô hình này ấy, có một cái runner nữa, nó là màu cam. Hai cái này là cùng là W và nó được đúc y xì nhau, chỉ khác là về màu sắc thôi. Bên này là nó là màu cam nhá, là đã dùng những cái chi part để đắp lên những cái chi tiết màu cam clear của cái con này này. Nhưng mà họ lại cho thêm một cái vỉ nữa, nó lại chỉ có cái màu trắng này không. Và rất thú vị là nó lắp lên các vị trí mà part màu cam này này. Tức là khi nào mà chúng ta mà muốn đổi màu cho cái con này này, tức là mình sơn lại ấy, thì những cái part clear chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái màu các màu clear ấy. Mình phun lên những cái part clear trắng này để thành cái màu mình muốn. Đây là một cái cho thêm rất là thú vị mà mình rất thích nhé. Ok, và sau khi cắt từng chi tiết ráp lại thì chúng ta sẽ có được cái mẫu mô hình hoàn chỉnh, và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem ha. Đây, và sau khi lắp ráp xong thì mẫu mô hình của chúng ta sẽ như thế này. Mẫu mô hình này thì đã được bạn chủ của shop lắp ráp này, kẻ đường line cũng như là dán DK nước đầy đủ. Và mình thấy bạn ráp rất là mượt mà nhé, và tạo cho một cái mẫu mô hình có sự hoàn thiện và cảm giác là chỉnh chu. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói về phần thiết kế của con này nhé. Con này thì mang một phong cách một phi thuyền, một chiến đấu cơ, và thuộc kiểu dạng không quân và chiến đấu trên không gian ấy. Vì thế nên là cái phong cách thiết kế của nó rất là cứng cáp, khỏe khoắn và mang đậm tính quân sự và đặc biệt là không quân nhé. Phải nói là hãng đã làm ra một cái mẫu thiết kế nó khá là hầm hố, các chi tiết thì cứng cáp, sắc cạnh và rất ít những cái chi tiết bo tròn, và chủ yếu là vuông vức và sắc nhọn. Mặc dù vậy nhưng mà cũng không có những chi tiết nhọn hoắt giống như kiểu các tướng trung cổ của Trung Quốc đâu, mà là nó là kiểu phong cách hiện đại và tương lai, và phong cách kiểu quân đội nhiều hơn. Kiểu này thì mình cũng khá là thích. Tiếp đó, cái phần mình thích đó chính là cái phần màu sơn của con này nhá. Thì
Thực sự là cái phần sơn với cả và phần nhựa ấy, nhà sản xuất đã làm rất là tốt. Về phần nhựa thì mình đã cắt thử một cái part và mình thấy cái phần nhựa của nó khá là cứng cáp nhưng vẫn kiểu có độ mềm mại lúc cắt ấy, nó không bị quá khô quá cứng và không cảm giác giòn dễ vỡ. Thế nên là con này cũng rất được khen về cái quá trình lắp ráp cũng như là khả năng và các chi tiết nó lắp vào nhau rất là khít và mang đến cảm giác dễ chịu cho người chơi. Cái này là mình rất đánh giá cao về cái trải nghiệm khi chơi của mẫu này. Tiếp đến là cái phần màu sắc, thì là cái màu sắc này thì nó mang những cái màu nó khá là Gundam, đó chính là màu trắng này, màu xanh dương này và điểm xuyết các chi tiết màu vàng và một ít màu đỏ. Bên cạnh đó thì có các chi tiết màu clear như kiểu màu cam clear này hay là màu một chút màu xanh clear ở phần cánh này thôi. Nhưng mà cái đầu tiên là cái màu sắc của nó rất là chín và khỏe khoắn, cái màu xanh này rất là cũng đậm đà và khỏe khoắn nhá. Cái màu kể cả màu vàng mình cũng thấy là màu vàng rất là đậm đà, mặc dù là màu sắc phân bổ rất là nhiều vị trí nhưng mình không hề thấy nó bị loạn hay bị rối màu, mà cảm giác màu được phân bố khá là hợp lý khiến cho con này màu sắc ấn tượng nổi bật và rất là bắt mắt. Tiếp theo là nó lại được bổ sung thêm cái phần đề can nước nữa. Mẫu này thì đã được bạn chủ dán đề can nước rất là cẩn thận cũng như là kẻ lai đầy đủ ấy, thế nên là nhìn nó khá là nổi khối vì cái chi tiết đề can nước cũng rất là ấn tượng, mang đặc tính chất công nghệ cũng như là quân sự nhé. Rồi, khen nhiều rồi, bây giờ là đến thời điểm chê của nó đây. Mặc dù con này có rất là nhiều ưu điểm như thế nhưng mà mình vẫn tìm ra được một số cái nhược điểm, một số cái lỗi khá là nặng nề của cái con này. Mặc dù đây là hàng cho mượn thật ấy, nhưng mà review mà phải chuẩn xác và có cái chỗ nào không ưng thì mình cũng phải chia sẻ để cho mọi người được biết. Về màu sắc các thứ thì không vấn đề gì, nhưng mà mình thấy nó có một cái lỗi khá nặng là ngay chính ở cái phần bắp chân này này. Phần bắp chân này nó có một cái thiết kế là phần này nó có thể gập để trong quá trình nó chuyển thành phi thuyền này, nhưng mà nó lại khiến cho cái con này phần chân nó nặng nên là nó bị gập ở cái chỗ phần đùi này, khiến cho cái con này nó không thể nào mà nó tạo các tư thế dang chân lên được ra được ấy. Để tư thế dang chân nhá thì nó thả xuống nó đều bị sụi lơ như này các bạn ạ, rất là chán ở những tư thế đấy. Mình rất là muốn những tư thế kiểu như là giống như nhìn ở trên cái bìa hộp của nó ấy, thế nhưng mà không thể tạo dáng được, thế nên là hai chân con này lúc nào nó cũng phải thả như thế này này, nhìn trông nó không được Hawaii chút nào cả. Và mình thấy là có một cái cách khắc phục là chúng ta có thể khoan thêm một cái lỗ ở cái chỗ vị trí chân này này. Và cái chỗ này thì mình lại thấy có một cái mẩu nó chìa ra nhé. Và không hiểu tại sao nhà sản xuất không làm một cái chốt ở đây này. Cái chỗ này lúc cắm vào đây là vừa khóa lại để giữ cái chốt này và vừa là để giữ được cái phần váy bên này, thì nó phải hợp lý hơn không? Mà không hiểu sao nhà sản xuất lại không làm có cái chốt đây để khóa giữ chỗ này lại. Thì theo ý kiến của mình thì nên làm một cái chốt để giữ cái này, không để cho nó bị lên xuống như này nhé. Tiếp đến cái điểm mình không ưng nữa đó chính là cái phần vũ khí chính này của nó là một cái khẩu súng rất là to, rất là dài nên là rất là nặng. Nó được lắp chắc chắn vào cánh tay, thế nhưng mà vì cái trọng lượng rất là nặng của cái phần súng này nên là đấy, nó cũng không thể nào giữ được mà nó cứ có xu hướng là nó rơi xuống như thế này, rất là tệ luôn nhé. Như thiết kế của cái con EXS mà mình vừa mới review cho các bạn hôm trước ấy, thì nó có một cái thiết kế rất hay là nó có phần đỡ kết nối với cả cái phần váy của cái con EXS, nên là nó đỡ được cả cái khẩu súng rất là lớn, nên là rất tiện trong quá trình mà chúng ta thay đổi tư thế đấy. Thỉnh thoảng các đồ này nó rơi rụng lả tả ra nữa cơ, nên là trong lúc chơi cũng phải rất chú ý. Để cho con này cầm súng cao được ấy, chỉ có mỗi cách là cho nó kiểu như là gác cái khẩu súng này lên cái tay bên cạnh này thôi. Đấy, kiểu như này này, trông nó cầm kiểu bát súng một chút. Nhưng mà như thế cũng rất hạn chế trong những cái quá trình mà chúng ta muốn pâu các dáng các tư thế. Và nếu mà để một tay không ấy thì hầu hết tay nó chỉ có để thả lỏng được xuống như này thôi các bạn ạ. Đó là hai cái lỗi lớn nhất của con này mà mình chỉ ra được ấy. Còn trong quá trình mà mình chơi thì có cái gì thì mình sẽ lại chia sẻ tiếp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ check nhanh qua biên độ cử động của em này nhé. Đầu tiên là phần đầu này, đây lên đây xuống này. Ý, chưa gì cái phần này là khá là dễ bị bung ra này. Phần sừng của nó nhé, có thể được đưa ra phía trước hoặc là đưa ra phía sau như thế này này. Để phần sừng đằng sau này thì không được. Để xoay thì các bạn phải tránh cái phần sừng đằng sau để nó không có cọ vào cái miếng này nhé. Miếng này nó cũng di chuyển được này. Đây, cái này nó xoay được một cũng xoay được một vòng đấy, tại vì nó còn có nhiệm vụ là xoay ra phía đằng sau để lúc mà trang biến hình nữa mà.
phần cổ của nó cũng có hai cái phần khớp bi ở cổ nên là cũng xoay ok, mặc dù là nó có khá nhiều những cái sừng nó chỉa ra nên là hơi khó trong quá trình xoay, chú ý một chút ở đấy. Rồi bây giờ là cái phần khớp vai của nó này, phần khớp vai của nó thì có thể được đưa ra phía trước này nhá, để tăng biên độ cử động khá là nhiều này. Phần khớp này và phía bên trong này thấy lấp lánh ánh của pad kim loại ở đây. Khớp này thì lại chỉ là khớp bằng nhựa thôi này, và nó mình thấy là nó tuột khá nhiều, còn ở chỗ vai này thì nó sẽ là bằng kim loại. Đây cái ở phần vai này thì nó có khá nhiều chỗ có thể di chuyển được nhé. Cái này là để phục vụ trong quá trình mà nó chuyển sang dạng phi thuyền đấy. Đây nó có thể gập lên gập xuống như này, phần vai di chuyển được, phần bắt tay xoay được, và nó ở chỗ trong bắp tay nó là khớp kim loại nên là khá là cứng cáp. Đây là cú gập tay của nó này, rất là tốt luôn, gập được hoàn toàn luôn. Đấy. Và đây là phần cổ tay, phần cổ tay của này của nó thì cũng có một cái khớp ở cái chỗ này để nó có thể là đưa lên một chút. Ở chỗ bàn tay thì là khớp bi này, và ngón tay chỉ di chuyển được phần ngón cái này, và đặc biệt là ngón cái của nó cũng được chia ra làm hai khớp đấy, thì có thể gập được như thế này này. Đấy, rất là hiếm cái con mẫu mô hình nào tỷ lệ 1/100 mà lại được có cái ngón tay cái như này. Còn phần bàn tay thì là bàn tay tĩnh rồi. Về phần thân của nó này, nghiêng sang trái, nghiêng sang phải một chút thôi, không nhiều. Nghiêng ra phía trước, nghiêng ra phía sau không được nhiều lắm đâu các bạn ạ. Phần khớp bụng của nó này có thể xoay được tròn một vòng luôn, tại vì nó cũng có nhiệm vụ là sẽ phải tra sữa nên là xoay một vòng là không có vấn đề gì. Ok, cái phần ở đây thì có phần mở lên một chút để lúc tra này. Đây là phần váy trước của nó nhé, chỉ là một khớp bi thôi, không di chuyển được quá nhiều đâu. Phần váy bên này của nó lại nối với ở phần chân chứ, chứ không phải váy bên này nó không nối với phần hông của nó. Đây thì nó sẽ có một khớp di chuyển như thế này, và cái chỗ đoạn này là cái phần khớp háng của nó nhé. Phần khớp háng của nó thì là một pad kim loại rất là cứng cáp ở đây rồi, và nó có thể di chuyển để tăng biên độ ở đây được. Phần váy đằng sau này của nó này có hai cái phần cánh ở đây có thể di chuyển được như thế này. Và đây là cái phần chân, là cái phần dị nhất và mình phải nói đến nhiều nhất của cái con này, vì rất ít mẫu có cái kiểu khớp ở cái chỗ này nó như này các bạn ạ. Tại vì cái con này là phải chuyển sang dạng phi thuyền mà, nên nó ở đây nó có một cái phần khá kỳ lạ là cái phần chân này nó sẽ được bẻ xuống như này này để trong phục vụ trong quá trình chance ấy. Nhưng mà nó cũng là một cái lỗi khá lớn của con này, khi mà ở chế độ robot bình thường ấy thì cái phần này nó lại không có chốt khóa gì cả, nên là cứ thả ra là nó sẽ bị rụng như này, một cái lỗi rất là tệ luôn. Đây sẽ là cú đá sang bên này, không vấn đề gì. Đấy, cú đá ra phía trước này cũng được hết cỡ. Cú đá ra phía sau thì đụng cái váy sau rồi. À, mặc dù vậy thì vẫn được như thế này. Ok. Và đây sẽ là cái cú gập chân của nó này. Cú gập chân của con này cũng rất là đẹp nha. Đó. Đây, gập chân được hết và cái cử động gập chân rất là mượt. Ở đây là pad kim loại này và có một số chi tiết nó di chuyển, mặc dù không nhiều. Phần phía đằng sau này của nó thì di chuyển được một chút xíu như này thôi. Còn đây là cái phần mà ở chỗ mặt cá chân của nó thì có thể di chuyển được cái pad này này, pad này cũng di chuyển được. Mà lẽ ra mình nghĩ pad này nó nên làm cho nó gập sâu hơn nữa. Mới gập đến cái đoạn này thì mình hay có thói quen là gập sâu hơn nữa và nó hay bị bung cái pad này ra lắm. Còn đây là cái phần bàn chân của nó này, có thể cắm nhọn xuống như thế này được. Bàn chân của nó thì di chuyển các vị trí rất là thông thường thôi. Và có một chút đặc biệt là ở đây nó có phần như kiểu nhìn như cái piston ấy. Đây này, lúc mà mình kéo xuống như này thì piston nó đi lên đi xuống này. Nhìn cũng khá thú vị ở cái chi tiết này ha. Với phần backpack phía sau lưng nhá, nó có một cái backpack khá là lớn như thế này, và nổi bật là hai cái phần cánh phi thuyền máy bay rất là dài và có các khớp di chuyển ở các vị trí như thế này và ở đây nữa để thay đổi. Ở đây cũng có một cái phần như kiểu cái đuôi của phi thuyền vậy. Phía trước này thì có chỗ để lắp cái phần khẩu pháo, để chúng ta có thể mở ở đây và có ba cái khẩu pháo ở bên này, mở ra bên này cũng có thêm ba cái phần nó như kiểu súng phóng lựu ấy. Súng phóng lựu vào đây và hai cái chỗ để lắp hai cái khẩu súng lục lắp ở phía trên này. Và đây là mô hình Genesis và tất cả các phụ kiện đồ chơi đi kèm với nó, các loại vũ khí. Đầu tiên thì nó sẽ có một cái khẩu súng rất là dài ở đây. Tiếp theo là nó có một cái khiên nhé. Sau đó là có thêm hai cái khẩu súng lục nhỏ nhỏ nữa. Đó. Và thêm một cái base và
một cái trống nữa. Với cái base này ấy, thì mình thấy đây là một cái base được thiết kế rất đẹp nhá, nhìn trông hầm hố và rất là cầu kỳ này. Ở trên này nó lại còn, nó có một cái bức hình và có một cái miếng mica trong dán ở trên này để bảo vệ nữa, nhìn trông khá là xịn sò và cao cấp. Và cái thanh trống này cũng thế nhá, cái thanh trống này mình thấy là được thiết kế rất là đẹp luôn, rất là chi tiết cầu kỳ này, và nó là một màu nhựa trắng luôn. Và cái này mà để chúng ta sơn phết lại các thứ lại thì cũng sẽ rất là hay ho đây. Đây các chi tiết piston các thứ này, cái này mà được sơn phết lại thì rất là đẹp luôn. Hai cái khẩu súng lục của nó ấy, thì có thể được gập lại ở đây và sau đó thì sẽ cắm lên trên cái phần backpack của nó để cất đi hai khẩu súng này. Tiếc một điều là mình không hiểu tại sao con này lại không được trang bị vũ khí cận chiến, thường sẽ là kiếm vật lý hoặc là kiếm beam năng lượng ấy, nhưng mà rất tiếc con này lại không có, trong khi lại cho nó một cái khiên. Cái khiên rõ ràng là không có cận chiến dùng kiểu đánh chém các thứ mà chỉ có chủ yếu dùng súng không, mà tại sao cho khiên làm cái gì? Thực ra thì cho cái khiên này nó sẽ đóng vai trò là cái mũi của cái phi thuyền ấy, cái phần buồng lái của cái phi thuyền đây này, nên là cho thêm thôi. Hoặc là người ta nghĩ là nó sẽ dùng cái súng lục này để trong các cuộc cận chiến. Còn đây là cái thiết kế của cái khẩu canon của nó nhá. Khẩu canon được thiết kế dài rất là đẹp và có cái phần chi tiết này thì làm mình liên tưởng đến cái khẩu của cái con AXF. Đấy cũng là một cái phần tròn tròn và có các chi tiết màu xanh ở đây. Với cái khẩu này thì chúng ta có vài chi tiết có thể rút ra ở đây này, và cái phía đằng sau này thì nó sẽ được cất vào đây. Đó, và một vài những cái mấu các thứ để kéo ra để trong quá trình mà kiểu chuyển hóa thành dạng phi thuyền ấy. Để lắp lên cái con này thì cái cơ chế của nó lại cầm ngược, tức là một tay của nó sẽ cầm vào cái phần tay nắm này và một phần thì sẽ cắm vào cái đằng sau của cái khuỷu tay để giữ được chắc chắn ở trên cánh tay. Nhưng mà cái khẩu súng này nó lại quá là nặng đi, thế là nó khó để cho con này cầm một cách thoải mái được. Bây giờ thì mình sẽ chuyển hóa cái dạng con robot này chuyển sang dạng phi thuyền để cho các anh em được xem là nếu mà chuyển sang phi thuyền thì nó sẽ như thế nào nhá. Ok, và đây là form dạng phi thuyền của con Genesis này các bạn nhé. Đây, sau khi mà mình chuyển đổi lắp ráp thì nó đã biến thành một cái phi thuyền như thế này rồi. Từ trước đến giờ thì qua rất nhiều những cái con Gundam thì với cả các mẫu mô hình ấy, thì Neo chưa bao giờ thấy ưng ý một cái mẫu chuyển dạng mobile suit sang phi thuyền mà Neo thấy ưng cả. Và kể cả cái con này cũng vậy, bất kể cái con Gundam nào ấy mà chuyển dạng mình vẫn có thấy một cảm giác sự gượng ép nào đấy, cảm giác không hợp lý. Tại vì là cho dù nó có chuyển và có một số các chi tiết tạo cảm giác cho một chiếc phi thuyền giống như là kiểu phần đầu có buồng lái này, rồi thân cánh máy bay này, rồi phần đuôi vuốt ngọn cảm giác giống như một máy bay, nhưng mà nó vẫn có những chi tiết bị rất là lộ ra, ví dụ như phần cẳng chân này này, hoặc là phần cánh tay lộ ra này. Mình vẫn nhận ra đây là chỉ là một cái mẫu mô hình robot chuyển đổi một chút thôi và không có cảm giác biến đổi quá nhiều, nên là thực sự Neo vẫn không ưng được biến đổi của các con Gundam sang dạng phi thuyền như này. Có lẽ đây chỉ là một cái chiêu marketing của nhà sản xuất để cho thấy rằng cái mẫu mô hình nó có thể biến đổi đa dạng và có nhiều cách chơi, hay là có thay đổi form để cho mọi người thay đổi cho nó thú vị thôi. Chứ với Neo thì cái chuyện đổi form dạng của con này nó cũng khá là mất thời gian mà cũng khá là lích kích ấy, nên là cá nhân mình thì không thích, và có khi đây là chỉ là làm thử một lần để cho các anh em được xem cái mẫu phi thuyền của nó thôi. Chứ còn lại thì mình vẫn sẽ để cái mẫu robot là chính ha. Lắp được cái mô hình này lên cái base ấy, thì nó sẽ có một cái part để gắn ở dưới đáy của cái chiếc phi thuyền và đặt lên trên cái base thôi, thì cũng rất là đơn giản thôi. Ok, vậy là kết thúc cái bài chia sẻ của Neo về mẫu mô hình Genesis rồi. Một mẫu mô hình mà có part kim loại này, kiểu dáng rất là cứng cáp và khỏe khoắn giống như là một chiếc phi thuyền, nhưng mà lại có một vài cái lỗi khá là khó chịu. Và nếu mà anh em mà thích một mẫu mô hình mà theo phong cách kiểu chiến đấu cơ tương lai ấy, thì đây là mẫu mô hình dành cho các bạn nhé. Còn đâu nếu các bạn thích một mẫu mô hình cơ động mà có thể
Pou tạo được nhiều dáng action thú vị ấy, thì có lẽ con này là cũng phải cân nhắc khá là nhiều đấy. Và nếu các bạn thấy video hay và hữu ích thì nhớ like và subscribe để ủng hộ các video của Neo Cường Phạo cho tương lai nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.